Hello cả nhà. Đây. Freedom not free. Mình muốn có một cái tự do thì không bao giờ mà bình thường có tự do được. Mình phải tranh đấu. Anh chị em mình cần phải xuống đường, cần phải tranh đấu thì mình mới có được cái tự do. Phải đổ máu mới có được cái tự do nha. Đây, mình về đây cầu nguyện. Không phải đơn giản mà có cái tự do. Đấy. Dạ. Ở đâu? Tôi nói ở đâu? Bây giờ đứng ở đâu chứ? Chú nói đứng ở đâu? Đi. Ai dám rầy anh? Rầy làm gì? Rầy là dễ thương cái mặt. Trời ơi. Thôi. Ai mà đi rầy anh chi? Quýnh với rầy chi? Có vẻ tự nhiên đi, chứ đừng có quay kìa một hồi đó, rồi nó đỡ nha. Có grab thôi thì mình muốn grab thì sao đó. Hello chị Emmy. Đó, ông Tuấn đi đó, ông ấy nói là phải chụp hình của cô Văn Thị gửi cho ông coi nữa. Dạ vậy hả? Tội nghiệp chú dạ. Chú Tony chú ông dễ thương lắm. Ông sốt ruột cái ông kêu hoài đó thì hình đầu nó thôi giờ đừng nó. Bởi vậy hôm qua đứng sát bên luôn á, mấy người nó trời ơi không sợ hả? Cái gì đâu. Tại mình không có làm gì sai thôi, mình chỉ tới đó mình ủng hộ Trump, mình chỉ những người yêu nước thôi, còn tụi Antifa nó lợi dụng đó, nó đập kiến nó vô rồi nói thừa là những người ủng hộ Trump đâu có phải. Mình là nhân chứng đây nè. Những người yêu Trump đâu có làm những cái chuyện đó. Nó set up sẵn hết trơn rồi. Nó đưa những người đó vô, chú thấy không? Đó, chú dòm đi chỗ nào đẹp thì nói con quay sơ cái này.
những cái vòng vòng đây thôi. Dạ. Yeah. For left brain. Canada. Colombia. Demos. Los friend. Right. Eden. Italy. Philippines. Next plan. New jet plan. Norway. Philippines. Republic of Korea, South Africa, Sweden, Thailand, US Kingdom, United States of America. Okay. Freedom not free. All right. Huh? Yeah, we check the picture together everybody and then we leave. That's why I wait everybody come in. Yeah, they still do everyone by so and then we need to take all together.